chào các bạn hôm nay mình à, muốn nói chuyện với các bạn về vấn đề mua nhà cửa à, nếu các bạn theo dõi á, cái uh, channel của mình á, thì các bạn cũng biết rằng mấy uh, video trước á, andy và amy có đi coi nhà coi nhà austin và vùng lân cận và cuối cùng vẫn suy nghĩ là cần nên mua nhà lúc này hay không nên câu hỏi đó mình đặt ra để có thể bữa nay mình có thể bàn tính với lại các bạn và phân tích là lúc nào mới là lúc tốt nhất để mua nhà và những vấn đề liên quan tới mua nhà để hôm nay mình trình bày cho các bạn theo dõi nhé. Cái câu hỏi đầu tiên của bạn nên đặt hỏi mình là mình có chuẩn bị kỹ càng cho mua nhà hay chưa? À, bước thứ nhất à, mình cần là mình phải cần biết là mình muốn mua cái nhà với cái mức giá nào Thí à, dụ đi là là muốn mua nhà ở Mỹ giá là 200.000 đô xong rồi á bạn phải cần biết là phải để dành bao nhiêu tiền để mà bỏ cái down payment có nghĩa là tiền đặt cọc đó. tại vì thường thường đó, một cái conventional loan một cái Uh, khi mà bạn mượn tiền uh, trả góp uh, là cần phải down 20% phần trăm Nếu không uh, thì bạn phải trả một cái nó gọi là mortgage uh, PMI uh, là cái cái tiền uh, mà khi mà bạn không có uh, down đủ 20% phần uh, trăm thì bạn phải trả tiền thêm uh, cái này là cộng thêm hàng tháng uh, với cái mức tiền uh, mà bạn cần phải trả cộng thêm vào cái nhà nữa À, hồi nãy mình đã có nói thí dụ là là một cái nhà 200 ngàn đô nếu mà bạn muốn mua mà không cần phải trả cái PMI á, là cái cái tiền insurance của cái mortgage à, là bạn phải cần để dành 40 à, ngàn bạn phải có đủ 40 ngàn để mà mua à, với cái mức này á, nó cũng không có theo kinh nghiệm của mình á, thì mình có đang à, Hồi lúc trước mình á, mua cái nhà cũng giống vậy không có trả đủ 20%. Hình như là mình à, có đủ tiền để mà bỏ ra 15% thôi nên nó hàng tháng phải trả cái tiền PMI đó. Nó dao động từ khoảng 100 tới 150. Nói chung thì nó cũng không phải là bao nhiêu nhưng mà nếu mà bạn tính thêm là bạn mượn 30 năm cái cái 100 150 này nó cũng sẽ cộng lại và tính tiền lời của cái 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 loan đó cái cái khoản tiền mà bạn mượn ngân hàng đó, thì nó cũng trở thành một cái uh, số tiền cũng không phải là nhỏ vấn đề thứ hai mà bạn cần phải để ý tới là theo dõi cái tình hình hiện nay của cái tiền lời interest rate mortgage rate nó bao nhiêu uh, khoảng mấy tháng về trước đi khi mà thị trường á, bất động sản đang hot ở nước Mỹ thì uh, lúc đó cái tiền lời nó rất rất là tốt nó xuống còn 30 năm khoảng dao uh, động khoảng trên 3% 15 năm thì cao hơn một chút uh, lúc đó nó rất là thấp cái interest rate bây giờ nếu mà bạn lên những cái trang web mà nó có thông tin về mấy cái mortgage rate này đó bây giờ nó dao động là hơn 5 phần trăm cho 15 năm cái tiền cái loan 15 năm và có thể là 5 cho tới 6 phần tùy theo là bạn mượn của ngân hàng nào nó lên tới 6 phần trăm luôn Hồi lúc mình mua nhà của mình đó, là mình đó, trả cái mức uh, interest nó là 3, 4, xin lỗi 4.4 phần trăm thì đó các bạn có thấy nó dao động từ lúc 3% cho tới bây giờ là 6% coi như là gấp đôi nên bạn phải suy nghĩ mấy cái đó tại vì cái đó đó à, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều với cái tiền lời mà bạn phải trả trong cái thời gian mà bạn mượn cái loan à, 30 năm hay là 15 năm và cái thí dụ thứ nhất á, là cái này là một cái cái máy tính á, họ có thể tính cho các bạn coi á, là cái tiền loan của bạn Cái này là mình bỏ vô là Theo cái thí dụ hồi nãy của mình đi Mình mua cái nhà 200 000 đô Xong rồi mình down nó là 40 000 đô Là 20% Bây giờ mình mượn ngân hàng 160 000 cho 30 năm Còn cái này nó tính tiền lời Là 3% Rồi các bạn coi Ở dưới đây đi Cái số này cho nó rõ là bắt đầu bạn trả từ tháng 7 này đi cho tới 30 năm sau là bạn phải trả 82.000 tiền interest là tiền lời bạn mượn 160.000 nhưng mà tổng cộng cái số bạn trả khi mà bạn trả dứt nợ cái cái tiền nợ 30 năm này là thành 242.800 đô còn mình qua cái thí dụ kế bên đi cái này là mình cũng bỏ cái số đó giống nhau là mình mượn 160.000 đô 30 năm, nhưng mà theo cái interest rate hiện bây giờ là 6% Thì mình cũng theo dõi cái số này á Cái số hàng tháng bạn phải trả là khoảng 1.000 đô la 360 đợt trả, bắt đầu trả từ tháng 7 Cái interest nó lại lên 185.000 và tổng cộng của tiền bạn trả là 345.000 đô. Bạn có thể trợ có thể trở lại bên đây cho các bạn thấy cái interest nếu mà cái tiền lời nó có 3% á thì nó còn 82.000 còn khi mà nó lên tới 6% á là thành 185.000 có nghĩa là hai cái nó trên lệch nhau trên 100.000 đô nên bạn suy nghĩ là khi mà interest nó đang cao như hiện bây giờ có phải là lúc bạn muốn mua nhà hay không và cái vấn đề kế tiếp bạn cần phải lưu ý là bạn cần phải coi cái credit score của bạn là sao thường thường bạn khi mà muốn mượn tiền mua xe hay là tiền mua nhà thì bạn cần phải có at least là good credit nó mới cho mượn nhất là khi mà mấy tháng về trước khi mà cái cái interest nó 3% bạn phải có mình nghĩ là hơn là good nữa phải là excellent là cái số tốt nhất đó bạn mới được cái, cái, cái interest rate thấp giống vậy để cho mình coi mình cho các bạn coi cái chart này mình có thể làm cái video sau nói về điểm credit nhưng mà bạn có thể để ý màu xanh lợt này là good là ít nhất cần phải 700 trở lên xong rồi Excellent á, là phải 750 trở lên bạn mới có thể mượn tiền ngân hàng mà nó cho cái tiền Loan nó thấp và vấn đề kế tiếp á, bạn nên chú ý á, là một cái nó gọi là Debt, debt to Income Ratio là cái tiền uh, mà bạn đem về hàng tháng đối với cái tiền mà bạn, mượn à, họ cần cái số đó nó thấp nhất có thể khi mà họ quyết định cho bạn mượn tiền mình có cái thẻ thí dụ ở đây à, coi như là cái này bình quân ở Mỹ đi một người á, income đem về một năm á, 60 ngàn xong rồi bạn phải trả cái tiền coi như là tối thiểu thôi là 1.200 cho tiền mướn nhà hay là mướn apartment thẻ credit card là 200 tiền xe là 200 mấy cái này là một cái thí dụ thôi khi mà tính vô đây á cái DTI là debt, debt to income ratio là 33 phần trăm bạn có thể thấy trong đây là nó màu xanh khi lên màu vàng cũng có thể họ sẽ chấp nhận nhưng mà quá 50 phần trăm rồi thì cái đó là cái số tiền nợ của bạn hay là cái số tiền mà bạn cần phải thanh toán hàng tháng nó quá cao đi họ sẽ không chấp nhận cho bạn mượn cái tiền loan và cái vấn đề cuối cùng mình nên nghĩ tới là cái thị trường nhà nó bây giờ nó ra sao các bạn cũng có biết mấy tháng trước á, thị trường á, nhà cửa nó rất là hot lúc đó đó nó gọi là nhà không đủ mà bán à, bây giờ nó cũng vậy nó chưa có hết đâu nó đang xuống nhiệt thôi nhưng mà nó cũng chưa hết nó gọi là seller market có nghĩa là cái số nhà nó rao bán rất là ít mà số người mua rất là nhiều nên những người đó họ cạnh tranh để mua mua nhà đến nỗi mà họ đấu giá luôn mình nghe nói trên khu Austin đó, muốn mua được một cái nhà là phải trả ít nhất 10.000 cho tới 20.000 đô giá mà cái người bán họ hỏi đó để mà mua được cái nhà đó nếu mà cái thị trường nó giống vậy bạn không nên mua nhà lúc đó và lúc đó tại sao người ta lại đua nhau mà mua nhà giống vậy tại vì lúc đó cái interest nó thấp lúc đó nó có 2.99 hay là 3 phần trăm bây giờ nó hạ nhiệt tại sao tại vì cái interest nó lên gấp đôi tới 6 phần trăm bây giờ vẫn là seller market có nghĩa là cái số nhà nó trên thị trường vẫn ít người ta vẫn phải tranh đua nhau mua nhưng mà thị trường nó đang xuống nhiệt rồi bây giờ những cái người ra bán có thể họ không có đòi 10 ngàn tới 20 ngàn quá cái mức listing là cái cái mức họ đòi cái giá mà họ đòi nữa mà có thể họ sẽ bớt mình á, nếu mà có thể nên chờ cho cái lúc á, mà nhà nó dồi dào xong là họ mình có thể trả giá với những người bán lúc đó nó sẽ trở thành cái thị trường là buyers market là nó thiên về những người mua lúc đó đó mới là cái lúc mình nên mua nhà rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi mình tới lúc này những cái điều đó đó bạn cần nên tham khảo trước khi đó là bạn mua nhà nếu mà bạn đã hội đủ những cái điều kiện đó rồi nhưng mà cái lúc này là nhà ít bạn coi được có cái nhà nào mà bạn ưng ý bạn có tiền có đủ mọi thứ credit good mọi thứ thì tại sao bạn không mua bạn nên mua lúc đó tại vì nếu bạn đã tìm được cái nhà ưng ý rồi là tại sao cần phải chờ người ta mua cái nhà đó ra rồi sao nếu mà bạn muốn mua lúc này thì nên mua nhưng mà cái thị trường lúc nào nó cũng đổi đổi thành từ seller market to buy market từ buy a market to seller market nhất là nếu mà bạn mua nhà đầu tư giống như mình mà có thể chờ đợi được thì bạn nên chờ và cuối cùng em đi cảm ơn các bạn theo dõi video tới phút này nếu mà các bạn thích cái video này thì xin cho mình một cái like và subscribe channel của Andy và Andy sẽ tiếp tục ra những cái video kế tiếp nữa cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn. Bye bye.